sáng hả? Cảm ơn confirm nha anh Bảo. Đây một câu chuyện vui nữa mọi người ơi. Anh Bảo là một người cực kỳ có tâm luôn. À đợi, anh Khôi. Chị và anh Bảo, em này, em liệu luôn, em xin lỗi. Đây ngày đầu tiên ạ, tất cả mọi người quay xong là bọn em quay từ 4 giờ sáng là em đã dậy rồi, 6 giờ mới bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cảnh đầu tiên là cảnh chạy và cho đến cuối cùng mấy giờ nhỉ? Anh Huy nhỉ? Đến 2 giờ sáng mới xong cái cảnh chạy. Mọi người mấy ngày liên tiếp như vậy em? Nguyên một ngày là em chỉ quay cảnh chạy thôi mà chị biết là em lo lắng đến cái mức độ mà em bảo anh Huy là anh Huy ơi bây giờ mình quay tận 3 ngày. Em là em đã lo là không đủ rồi mà bây giờ nguyên một ngày anh cứ quay chạy đi chạy lại chạy qua chạy tái chạy hồi mà tức là hết em chạy thì đến ông này nằm chết gục cái gươm chết xong rồi anh bo nguyên một ngày treo lên cây trong cái trong này mọi người không thể thấy được đâu nhá chứ mọi người mà xem behind the scene mặt anh bo quạo kinh khủng. Không một ai trong ekip dám hỏi anh Bom là anh có sao không? Anh ơi ở trên đấy có sao không? Em không dám hỏi một câu. Tức là khi mà cái anh behind the scene đưa cho em cái clip mà mặt anh Bom mà em đúng kiểu là chưa bao giờ nhìn thấy một người nào mà nếu mà em mà hỏi là chắc chắn anh ấy sẽ xả một trận tơi bời vào mặt em luôn ý. Chị biết mặt, cái mặt khó chịu, mặt anh Bom bình thường đã khó chịu lắm là rồi. Là cái scene cuối cùng lúc mà đứng nhìn xuống là cái vẻ bạc đạc như không, vậy là không. Do bị mỏi chân đó hả? Đúng rồi chị, đúng là cái scene đó đó. Cái scene đó là quay hình như là anh Bom lên xong rồi đứng 3 tiếng ở trên đấy xong rồi xuống. Xuống xong rồi nghỉ ăn cơm xíu lại lên đứng tiếp. Mà em vô tội quá Yến ơi. Em dạ em oan quá. Em không có tội gì, tội là tội ở anh đạo diễn. Bởi vì em đã nói rồi, tất cả những người ở trong MV của em đều là khách mời hết. Hãy cố gắng để cho mọi người diễn một cách thật là thoải mái. Nhưng em không hiểu tại sao anh ấy lại làm điều đó với anh Bom, riêng một mình anh Bom. Chẳng ai hiểu cả. Đứng mấy tiếng mà với cái tư thế bành hán như vậy. Với hai cây tre đó có chắc không anh? Không, yếu xìu anh phải gồng lại, lấy hai cái tay gồng lại, giữ hai cái chân nữa mà mấy tiếng. Cơ chân anh vào chỗ này ổn không ạ? Không ổn lắm. Thật hy sinh của diễn viên rồi, Duy Khánh ơi. Em có cái kỷ niệm gì đặc biệt không anh? Như vai em cũng nhẹ nè. Nhẹ như Miss Evil, một cảnh khoảng chừng 10 giây là đi thôi. Dạ vâng ạ. Dạ lời đầu tiên cho Duy Khánh sẽ được gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Em mới vừa tới, em cũng có một cái buổi họp báo bên kia xong em cũng phải chạy qua bên đây. Em cũng chưa được xem cái MV chính thức của Yến thì cũng rất là tiếc, nhưng mà lát nữa là em chờ tối nay Yến ra đúng không? Không, chuẩn bị được xem lại lần nữa đây. Dạ, em sẽ xem lại. Còn bây giờ thì em sẽ nói về cái cảm xúc của em khi mà được Yến ngỏ lời mời. Thì thật ra thì Yến có nói với em là mời em vào một cái vai khách mời trong cái MV lần này của Yến. Thì em thì trước giờ chơi với Yến rất là thân rồi nên là Yến có ngỏ lời hay như thế nào thì em vẫn là say yes đầu tiên. Rồi sau đó thì em mới check lịch. Thì lúc mà em lên em quay cùng với Yến thì Yến có nói là ê, vô đây quay với tao một vai nhỏ nhỏ nha. Nhưng em không ngờ nó nhỏ hơn cái chữ nhỏ đó mọi người. Nó quá nhỏ đến cái mức mà em quay xong em nói ủa là xong rồi hả? Mà vấn đề là em phải bỏ, hôm đó em phải xin dời lịch của một cái show khác. Em dời sang một ngày khác để em chạy xuống tận ở dưới Hồ Tràm. Mà em phải xuống trước một đêm, tại vì sáng ngày hôm sau phải quay sớm rồi. Thì em phải xuống dưới một đêm, đã coi như là tính 2 ngày luôn. Em mới vô quay, em chưa kịp biết cái gì nữa là nó nói xong rồi, nó kêu em đi về. Có chuẩn bị tâm lý nhân vật có khó không? Em hỏi là nhân vật của em có kịch bản hay có cái gì để em biết em coi trước để lát em lấy nập tâm lý á. Tại vì em tưởng là mời em là vô cái sản phẩm này là sẽ có thoại. Thì em hỏi là có kịch bản không? Yến kêu không cần. Yến kêu là Yến tin vào khả năng của em. Thì lúc mà cái em ra ngoài set xong cái em nói là ê giờ ta phải làm gì? Bây giờ mày chỉ cần đi phục vụ bàn thôi. Cái em phục vụ bàn xong, cái em đâu có biết đâu. Em tưởng là mình sẽ còn cảnh nữa thì cái em cứ ngồi em chờ. Ê đi về đi. Lúc đó em bị sốc thật sự đó chị Trinh. Em không biết là trời ơi sao mà em không nghĩ là diễn nhỏ như vậy. Vỗ tay cho lòng bao dung của